anh nghe người lớn nói, nếu thấy sao ba trong đêm thì mình ước gì được đó phải không anh? Như vậy em ước gì? Bí mật không nói đâu. Vậy bây giờ anh nói điều ước của anh, rồi em nói điều bí mật của em cho anh nghe được không? Anh ước lớn lên sẽ là một võ sĩ, giúp đỡ những người yếu. Có thiệt không? Học võ để đi đánh lộn hả? Làm gì có chuyện đó. Kìa, sao bay kìa, em nói nhanh lên đi. Làm cô giáo dạy trẻ. Không có sao nào hết. Anh chọc em mất đòn. Chết nè, giống chọc em hả? Không có sao đâu. Sao đâu mà. Cuối cùng ước mơ của em đã thành hiện thực, trở thành cô giáo dạy trẻ, mà còn đẹp nữa, không đen đúa như ngày xưa. Anh lo cho cái thân của anh đi, tối ngày cứ chọc người ta hoài. Hình như mà em đỏ lên rồi kìa. Sao tối nay anh không đi lưới với cha? Hai cha con anh tối hôm qua trúng một mẻ cá lớn lắm, nên cha cho phép anh đi chơi với em á. Anh khéo nói đùa. Những ngôi sao bay trong đêm đã biến giấc mơ của em trở thành hiện thực.
thấy con không được bình thường. Có chuyện gì không? Đàn ông phải có nghị lực. Đã quyết tâm làm điều gì thì con phải làm cho bằng được, không được nản lòng. Con phải noi theo gương con Mai. Dạ. Một thân một mình, mồ côi từ hồi còn nhỏ, nay đã trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ. Ai cũng thương, ai cũng mến. Em nhớ cha mẹ em quá. Nín đi. Em mà khóc nữa anh không chơi với em nữa đâu. Nè ăn đi, anh mới hái đó. Cha mẹ em sẽ về bằng hướng đó đó. Ngon quá. Vậy mình đi đón cha mẹ em đi. Ừ. Đi, đi lẹ lên. Đôi khi tôi thấy mình nhỏ nhoi quá. Tôi như người đi trong bóng đêm. Tôi phải làm sao đây? Những điều mơ ước của ngày nào có giúp tôi vượt qua hay không? Xin chào thầy. Sao ủ rũ vậy? Phải cố lên chứ. Em cũng không biết phải khuyên anh như thế nào nữa đây. Chuyện tương lai của anh đến tự quyết định. Nên cứ yếu đuối như vậy thì hãy quên con bé này đi. Mơ đi qua ta, ta mừng ngày đã ta vui chung hạnh phúc.
đàn ông phải có nghị lực. Đã quyết tâm làm điều gì thì con phải làm cho bằng được, không được nản lòng.